đàn ông ngoại tình thì có vẻ là tệ. Em không thể chấp nhận được. Em mà biết ông nhà em mà lăng nhăng bên ngoài, em mà biết là em bỏ luôn. Và phim lần này cũng rất là chiều phim lên về chủ đề như vậy. Thế theo chị em bây giờ nhá, thì nếu giả sử bây giờ mà mình phát hiện ra là anh nhà mình có chuyện đó bên ngoài đi, và mình làm âm lên, sau đó là mình muốn là dừng lại thôi luôn, thì đặt câu hỏi lại là nếu như mà chồng các chị em là người phong độ này, đẹp trai này, và đặc biệt là hai người còn tuổi chênh nhau không quá 3 tuổi, và nếu như mà chị em mà kém chồng 3 tuổi mà hoặc là hơn chồng 3 tuổi, thì rõ ràng nếu mà bây giờ thải ra ngoài thì theo các chị em có mất luôn không? Mất chắc chắn luôn, đúng không? Rồi thứ hai nữa là chồng mình lại là người có năng lực, làm kinh tế tốt, thì chị em nghĩ rằng là mình có dừng lại ngay không? Nhưng mà thôi, trong video này đây không phải là chủ đề ngày hôm nay. Vì nếu như mà chị em biết được chuyện nó xảy ra rồi, chị em sẽ tự biết cái cách ứng phó. Nhưng mà cái hôm nay thì bác sĩ Dung muốn chia sẻ nó nguy hiểm hơn nhiều. Đấy là ngoại tình trong tâm trí. Các chị em để ý nhá. Thế mình muốn phần xác của chồng, cái phần thân thể của anh ấy, hay là các chị em muốn là cái tâm hồn của anh ấy? Điều gì xảy ra nếu như mà hai người đang ôm nhau và làm chuyện đó, nhưng mà đầu của anh ấy vẫn nghĩ về người khác? Chị em thử nghĩ xem. Và những cái biểu hiện dưới đây để thấy được rằng là anh nhà đang ngoại tình trong tâm trí, thì chị em comment xem thử đúng không nhá. Và mình gặp bao nhiêu trong nhóm này. Thứ nhất là lười hôn. Tức là khi mà về nhà chồng không muốn hôn vợ nữa, thì đây là điều đầu tiên. Bởi vì sao? Khi mà không muốn hôn nữa có nghĩa là không cảm nhận được cái vị giác đôi môi của đối phương, dẫn đến là không còn ham muốn trong cái chuyện hôn nhau nữa. Kiss. Và đặc biệt là cái hơi thở của mình, càng nhiều tuổi hơn thì cái hơi thở nó càng nặng hơn và có thêm một chút mùi nữa. Và nếu như mà mình không thích thú nhau với cái vị giác đó thì thường là đây là dấu hiệu đầu tiên. Thứ hai là sợ mùi cơ thể. Bình thường ngày xưa đúng không, đi tập thể dục, đi chạy bộ về có hơi bốc mùi một tí, nhưng mà yêu nhau thì cái đấy nó cũng thơm. Nhưng mà bây giờ nặng nề hơn một chút, bắt đầu thấy sợ mùi cơ thể của nhau, là khi ôm nhau thường quay mũi đi chỗ khác. Đấy là dấu hiệu thứ hai. Thứ ba là trong lúc mà làm chuyện đó thì người còn lại là không nhìn thẳng vào nhau và tìm cách lạc tránh đi chỗ khác, và nặng nề hơn một tí là nhắm mắt để tưởng tượng cái khác nữa các chị em ạ. Cái ngoại tình trong tâm trí nó còn nguy hiểm hơn, nhưng hóa ra không hẳn là vì chán nhau đâu. Bác sĩ Dung sẽ chia sẻ 3 cái phương pháp làm sao để mình có thể cải thiện được một cách dễ dàng hơn. Vì các cụ đã nói từ ngàn đời nay rồi, nhất vị, nhì khíu, tức là vị giác và khíu giác phải luôn đi trước. Bởi vì là tắt điện rồi thì có thấy cái gì đâu. Thế nên là như này, để mà hai người dễ tâm hợp thì thứ nhất là các chị em để ý, mình sẽ phải đánh răng có thêm các cái nước xịt thơm miệng và xúc miệng thường xuyên. Cái vụ này thì hỏi bác sĩ Cường, chồng của bác sĩ Dung nhá. Bởi vì là sau U35-40 thì chúng ta thường dễ bị viêm lợi, và đặc biệt là chúng ta không có thói quen dùng tăm nước và cái chỉ nha khoa. Thế nên đồ ăn nó cứ bị rắt lại. Sau U35 thì rất là nhiều chị em không biết cách vệ sinh răng miệng, dẫn đến là miệng mình nó có mùi và không ngon nghẻ như hồi trẻ nữa. Vì càng nhiều tuổi cái cổ chân răng nó sẽ bị tụt, và dẫn đến là đồ ăn nó cũng dễ dính vào khẽ răng, mà mình không biết cách làm sạch nên miệng mình hay có mùi hôi. Đấy là một điều nhá. Còn đương nhiên chán nhau thì ngoài tâm trí thì nó cũng chỉ còn đây là trong tâm trí thì mình cải thiện nhá. Cái thứ hai đặc biệt quan trọng hơn là cô bé. Nói gì nói thì cô bé ngon nghẻ thì anh nào nó cũng thích. Đấy, nhưng mà chị em mà trên 26 rồi thì đương nhiên là không thể so với giới trẻ được. Nhưng mà chỗ đấy mà ngon nghẻ, thơm tho, hoặc là cảm thấy là chỗ đấy, chị em cảm thấy là chỗ đấy mà hơi lớn một chút thì có thể can thiệp cái cho nó gọn gàng lại, rồi là tỉa tót một chút thì cho nó đẹp. Rồi là có viêm nhiễm thì sử dụng những cái loại dung dịch vệ sinh có mùi thơm, hoặc là chúng ta sẽ lựa những cái loại viên đặt để chúng ta giải quyết cái tình trạng viêm nhiễm của mình. Nhưng mà khi mà lựa chọn mùi ấy, thì lựa những cái mùi mà ông xã mình thích ấy. Đương nhiên là sống cùng nhau rồi sẽ biết ông xã mình thích cái mùi gì, đúng không? Và nếu mà không thích mùi ấy thì sẽ giảm bớt cái sự gắn kết. Đấy, vấn đề về ngoại tình trong tâm trí thì hai cái việc đó mà chị em cứ làm được thì sẽ khiến ông xã mình thích hơn. Thì ít nhất nếu như thực sự còn tình cảm thì sẽ giúp là cái việc mà đời sống vợ chồng và cái sự hạnh phúc gia đình nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà chị em nào đang gặp những cái vấn đề như vậy thì có thể nhắn tin cho bác sĩ Dung nha, chứ đừng nói ở đây. Đương nhiên là các chị em cũng ngại, đúng không? Và nếu thấy video này thú vị thì hãy giúp bác sĩ Dung chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng. Thật ra thì đối với bác sĩ Dung thì những cái câu chuyện ngoại tình ấy thì thường các chị em hay bị tiêu cực, nhưng đối với mình thì mình luôn nhìn ở những góc độ tích cực có thể, và mình hướng tới những cái điều tích cực. Nên là mình không muốn chị em là tập trung vào những cái việc đó, mà hãy tập trung sống tốt hơn. Ngày hôm nay hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với bản thân mình, để ngày mai mình cũng không có hối tiếc. Và kể cả người ấy có ra đi, mình vẫn hạnh phúc. Thì đó là cái điều tích cực mà chúng ta cần hướng đến. Còn nếu tập trung vào cái điều tiêu cực thì mãi mãi cuộc sống của chúng ta cứ chìm đắm trong đau khổ thì để làm gì, đúng không các chị em? Và bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và hy vọng là các chị em có thể thích cái chủ đề này.